Chào mừng các bạn quay lại đến với Chakito Tanrat. Thiếu này thì chúng ta sẽ sử dụng nhân vật Chakiben. Vào thôi. Phải Red Dragon Chase. Huh?
Lầm thứ ba, thay đấy các cô ông chê. Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc tạm dừng ở đây. Nếu ai nào thích video này thì hãy đăng ký kênh của mình. Mình sẽ làm video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tạm biệt.